Kính chào bà con và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình 365 ngày chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Thưa bà con, những ngày gần đây, giá ớt ngọt hay còn được gọi là ớt Đà Lạt, ớt vuông trên thị trường hết sức khả quan. Điều đó đã khuyến khích nhà vườn đầu tư chăm sóc cây trồng để cung ứng cho thị trường mùa Tết. Nội dung đáng quan tâm nói trên sẽ được chuyển đến bà con và các bạn trong chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Nhưng trước hết, mời bà con và các bạn cùng điểm qua những thông tin nông nghiệp đáng chú ý khác. Doanh nghiệp sản xuất chế biến chè Lâm Đồng đa dạng sản phẩm phục vụ thị trường Tết. Chế biến, giải pháp nâng cao giá trị rau Lâm Đồng. Xây dựng cơ sở nuôi tầm con tập trung công nghệ cao ở Đam Rồng. An Giang với mô hình sản xuất lúa sạch, lúa đạt chuẩn Global Cap. Thưa bà con, trà là một trong những sản phẩm được sử dụng khá phổ biến trong những ngày xuân ở nhiều gia đình Việt. Bởi vậy, để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, nhất là người tiêu dùng nội địa, các doanh nghiệp Lâm Đồng đã ưu tiên chế biến chè, đa dạng hóa sản phẩm với giá cả hợp lý, phục vụ nhiều phân khúc thị trường. Toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có gần 12.500 hectare chè, phần lớn trong số đó là những diện tích chè cao sản, chè chất lượng cao như Kim Tuyên, Tứ Quý, Thúy Ngọc, v.v. Do thị trường xuất khẩu gặp khó khăn nên nhiều doanh nghiệp trong tỉnh đã liên kết với nông dân phát triển chè chất lượng cao, đẩy mạnh chế biến nhằm đa dạng sản phẩm cung ứng cho thị trường nội địa. Hiện toàn tỉnh có 155 công ty chế biến chè với quy mô gần 30.000 tấn một năm và 65 cơ sở chế biến chè với quy mô 10.500 tấn một năm, tập trung tại thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc, Bảo Lâm, Lâm Hà và Di Linh. Theo nhiều doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực sản xuất chế biến chè trong tỉnh, năm nay, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, chè Vo Viên, chè Túi Lộc, chè Ô Long đóng hộp v.v. là những loại sản phẩm được nhiều doanh nghiệp tập trung sản xuất, vừa là loại thức uống, vừa làm quà ý nghĩa trong những ngày Tết đến xuân về. Vâng, chính nhờ áp dụng các giải pháp chế biến mà giá trị nhiều mặt hàng nông sản của nông dân Lâm Đồng đã có bước cải thiện đáng kể, nhất là đối với các loại rau, củ quả. Theo đánh giá của các chuyên gia, sơ chế chế biến đã góp phần rất lớn giúp các loại rau củ quả của nông dân Lâm Đồng mở rộng thị trường tiêu thụ, đặc biệt là thị trường xuất khẩu. Bởi vậy mà nhiều giải pháp đầu tư chế biến rau củ quả tiếp tục được tỉnh ta triển khai. Đây là trung tâm sau thu hoạch ở huyện Đức Trọng. Công suất phân loại nông sản mỗi tháng đã tăng từ 600 tấn lên 800 tấn. Nhờ áp dụng công nghệ sau thu hoạch của Nhật Bản và một số công nghệ tiên tiến trong nước, trung tâm đã giảm công lao động mỗi ngày từ 8 người trên 8 giờ xuống còn 6 người trên 2 giờ, kéo theo lợi nhuận tăng thêm từ phân loại nông sản, nhất là cà chua qua hệ thống máy móc khoảng 700 đồng một ký so với phân loại cà chua bằng phương pháp thủ công. Hiệu quả mang lại khả quan, tỉnh Lâm Đồng đã và đang triển khai nhiều giải pháp để mở rộng mô hình trung tâm sau thu hoạch. Được biết, bên cạnh mô hình trung tâm sau thu hoạch nói trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng còn có 100 doanh nghiệp và 910 cơ sở thu gom, sơ chế rau quả. Tổng lượng rau các loại sơ chế đạt trên 1,2 triệu tấn. Chuyển sang lĩnh vực trồng rau nuôi tầm, thưa bà con, ở Lâm Đồng, huyện Đam Rông là một trong những địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi để nghề trồng rau nuôi tầm phát triển. Dựa vào lợi thế đó, dự án xây dựng mới cơ sở nuôi tầm con tập trung công nghệ cao tại xã Linh Sơn vừa được huyện Đam Rông phê duyệt. Dự án nói trên có tổng kinh phí đầu tư gần 630 triệu đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ 180 triệu đồng, phần còn lại do nhân dân đối ứng. Đối tượng thụ hưởng là Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Hợp Lực thuộc thôn 5 xã Liên Sơn. Hợp tác xã này có 113 thành viên hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, trong đó có 25 thành viên trực tiếp chăn nuôi tầm. Về quy mô xây dựng nhà nuôi tầm thuộc nhà cấp 4, diện tích 120m2. Ngoài xây dựng nhà nuôi tầm, dự án còn hỗ trợ bà con nông dân đầu tư các dụng cụ nuôi như khay nuôi, giá thay phân tầm, sang đựng lá dâu, máy thái lá dâu. Mục tiêu của mô hình nhằm xây dựng cơ sở nuôi giống tầm con đảm bảo chất lượng để cung ứng tầm giống cho người dân trên địa bàn huyện. Cũng liên quan đến lĩnh vực chăn nuôi, như bà con cũng đã biết, chăn nuôi gia cầm, nhất là chăn nuôi gà, là lĩnh vực thế mạnh đang được nhiều nông hộ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tập trung phát triển.
Thời gian gần đây, do ảnh hưởng của dịch tả heo châu Phi, nên số lượng nông hộ chuyển từ chăn nuôi heo sang chăn nuôi gà tăng cao. Tuy nhiên, tại nhiều nông hộ, việc mở rộng quy mô chăn nuôi chưa gắn với liên kết, nên đầu ra còn khó khăn. Giá thịt gà và trứng gà vẫn còn ở mức thấp. Hiện, tổng đàn gia cầm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là gần 10.700 con, đạt trên 130% so với kế hoạch và tăng gần 6% so với cùng kỳ. Những địa bàn có số lượng gia cầm tăng chủ yếu là các huyện Đức Trọng, Di Linh, thành phố Bảo Lộc. Hiện nay, hình thức chăn nuôi gia trại, trang trại với quy trình chăn nuôi an toàn sinh học được bà con nông dân ưu tiên phát triển. Tuy nhiên, tại một số nông hộ, việc tăng đàn chưa gắn liền với liên kết sản xuất nên việc tìm đầu ra nông sản còn khó khăn. Cũng bởi số lượng gia cầm tăng cao, trong khi nhu cầu thị trường vẫn không thay đổi, nên giá thịt gà và trứng gà hiện vẫn còn ở mức thấp. Giá thịt gà trắng là 20.000 đồng một ký, gà tam hoàng 30.000 đồng một ký, trứng gà công nghiệp 26.000 đồng một ký. Từ nay đến Tết Nguyên Đán, do nhu cầu thị trường có thể thay đổi, khả năng giá gà thịt tăng. Bởi vậy, bà con nông dân cần có kế hoạch đầu tư hợp lý, tăng cường liên kết tìm đầu ra ổn định. Chuyển sang lĩnh vực sản xuất lúa gạo, như bà con cũng đã biết, sản xuất lúa gạo là lĩnh vực thế mạnh của Việt Nam chúng ta. Tuy nhiên, trước bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, đòi hỏi phải có những đổi mới trong tư duy đầu tư canh tác lúa gạo mới mong có được những mùa vàng. Chính điều đó mà nhiều địa phương trồng lúa trong nước, cụ thể là tại địa phương có sản lượng lúa dẫn đầu vùng đồng bằng sông Cửu Long là tỉnh An Giang, đã có những chủ trương không chạy theo gia tăng sản lượng mà tập trung sản xuất lúa chất lượng cao. Để thực hiện mục tiêu nói trên, tỉnh An Giang đã đẩy mạnh liên kết sản xuất. Hiện toàn tỉnh có 30 doanh nghiệp liên kết với nông dân sản xuất lúa sạch, lúa đạt chuẩn Global Gap để xuất khẩu khắp thế giới, nhất là những thị trường khó tính. Những năm qua, địa phương này đã đẩy mạnh sản xuất lúa trên nền tảng của tiến bộ kỹ thuật 1,5 giảm và tiến lên sản xuất lúa gạo bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế SRP. Vấn đề an toàn chất lượng đã từng bước hình thành và ngày càng được mở rộng. Đến nay, khoảng 90% diện tích lúa trong tỉnh đã áp dụng 3 giảm 3 tăng, 47% diện tích áp dụng 1,5 giảm. Từ năm 2016 đến nay, đã triển khai sản xuất lúa theo các tiêu chuẩn SRP, Global Gap, Việt Gap, vùng nguyên liệu theo tiêu chuẩn lúa Nhật. Tổng diện tích có liên kết với doanh nghiệp đạt khoảng 52.000 hectare. Với những nỗ lực nâng cao chất lượng nông sản như thế, xuất khẩu gạo của Việt Nam trong năm 2020 vừa qua đạt 6,15 triệu tấn, giá trị đạt khoảng 3,07 tỷ đô la Mỹ. Nếu so với cùng kỳ năm trước, thì lượng gạo xuất khẩu giảm khoảng 3,5%, nhưng giá trị xuất khẩu lại tăng tới 9,3%. Giá xuất khẩu bình quân cả năm ước đạt 499 đô la Mỹ một tấn, tăng 13,3% so với năm 2019. Đây là mức giá bình quân năm cao nhất trong những năm gần đây, mang lại lợi ích to lớn cho người nông dân trồng lúa. Năm 2020, hoạt động xuất khẩu nói chung và xuất khẩu gạo nói riêng gặp không ít khó khăn, thách thức, chủ yếu do tác động hết sức phức tạp của dịch COVID-19. Tuy nhiên, nhờ có những giải pháp phù hợp, nên ngành sản xuất lúa gạo ở nước ta đạt được nhiều mục tiêu quan trọng, phòng chống dịch hiệu quả và bảo đảm an ninh lương thực, vừa tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất khẩu nói chung và xuất khẩu gạo nói riêng, giúp người dân tiêu thụ thóc, gạo với số lượng và giá cả tốt nhất. Hiện cơ cấu gạo xuất khẩu của Việt Nam đang tiếp tục chuyển dịch sang các loại gạo thơm, gạo chất lượng cao với giá bán và giá trị tăng cao hơn. Cùng với đó, người nông dân và các thương nhân xuất khẩu gạo cũng ngày càng quan tâm hơn tới việc nâng cao chất lượng, truy xuất nguồn gốc và hướng tới đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của các thị trường khó tính như EU, Hàn Quốc, Hoa Kỳ. Thưa bà con nông dân, nhóm cây họ cà gồm cà chua, ớt, khoai tây v.v. được trồng khá phổ biến tại nhiều khu vực chuyên canh các loại rau màu trong tỉnh. Những tuần gần đây, giá ớt ngọt mà nhiều nhà vườn còn gọi là ớt Đà Lạt, ớt chuông có nhiều dấu hiệu khả quan. Ghi nhận của nhóm phóng viên 365 ngày chuyển động, mời bà con cùng theo dõi. Sẵn rồi. Ớt ngọt hiện là một trong những loại cây trồng được nhiều nhà vườn đầu tư cung ứng cho thị trường Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021. Toàn bộ diện tích ớt ngọt được nông dân canh tác trong nhà kính với hệ thống tưới có tích hợp chức năng bón phân tương đối hiện đại. Nhờ đó mà năng suất ớt ngọt được canh tác tại Đà Lạt và một số huyện lân cận như Đơn Dương, Đức Trọng, Lạc Dương v.v. hết sức khả quan, dao động từ 3 đến 4kg một cây. Cũng nhờ cơ sở hạ tầng và quy trình canh tác khoa học và hoàn thiện, nên ớt ngọt được canh tác quanh năm, chất lượng luôn vượt trội. Đáng mừng là những ngày gần đây, giá ớt ngọt được thu mua tận vườn lên đến trên 40.000 đồng 1kg.
Với giá bán nói trên, mỗi sào ớt ngọt, bà con nông dân có thu nhập hàng trăm triệu đồng. Tức là thường thì về Tết thì cái nhu cầu người ta dùng ớt nó nhiều hơn. Giá ớt từ bây giờ đến Tết thì chắc có lẽ khả quan. Tại vì hiện bây giờ thì giá nó đang khoảng 40.000, trên 40.000. Và cái xu hướng thì nó đang tăng, để có thể giờ đến Tết nó còn tăng lên nữa. Giá ớt ngọt tăng đã khuyến khích bà con nông dân các địa phương đầu tư chăm sóc loại cây trồng này. Để tiếp thêm sức cho những nỗ lực đó, nhiều địa phương chuyên canh các loại nông sản ngắn ngày trong tỉnh đã tăng cường kiểm tra thực địa, khuyến cáo các loại sâu bệnh hại và hỗ trợ khuyến khích bà con nông dân đầu tư phát triển nông sản theo hướng công nghệ cao, nhằm có được những lô nông sản đảm bảo chất lượng, cung ứng cho thị trường. Thì bên trung tâm nông nghiệp huyện thì cũng có cái chương trình đó là sản xuất rau hoa công nghệ cao, vì tưới nhỏ giọt và hệ thống chăm phân và cái tưới thông minh, nên hỗ trợ cho bà con nông dân 50-50, như là một sào là 40 triệu. Trong một cái mô hình đó là 40 triệu, là mình tưới thông minh từ 3 sào trở lên là trong nhà kính. Chỉ còn gần một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, bà con nông dân cần đầu tư chăm sóc cây trồng kỹ càng để nông sản đảm bảo chất lượng, cung ứng cho bạn hàng, góp phần nâng cao uy tín nông sản Đà Lạt Lâm Đồng nói chung trên thị trường trong cả nước. Thông tin về giá ớt ngọt khả quan vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Bà con và các bạn quan tâm đóng góp chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365 ngày chuyển động ltv@gmail.com hoặc gọi điện thoại về số 02633 829 930. Đến đây thì Kiều Anh, Hải Yến và những người thực hiện chương trình xin kính chào tạm biệt. Hẹn lại bà con và các bạn trong những chương trình sau.